Để cảm nhận cái handstand tốt thì bạn cần phải giữ người như thế này Ngực hớp siết bụng Đến sau này khi lên handstand cũng vậy Ứng dụng nó vào Còn đây là cái cách để điều chỉnh cái handstand Để chúng ta có thể kiểm soát cái thăng bằng được tốt nhất Các bạn thấy mình sẽ đẩy cái phần lưng dưới ra Vừa siết bụng vừa siết lưng dưới để nó cân bằng trước sau Cái này là võng nè, đó võng nó sẽ bị rớt xuống Thì cái kỹ thuật nó sẽ là như thế này Dơ thẳng tay lên nè, thấy không ngực đang bị ưỡn nè Thì hớp vô Vừa hớp ngực vừa siết bụng Vừa hớp ngực vừa siết bụng vừa đẩy cái lưng dưới đó, rồi bây giờ thử ứng dụng nó vô cái handstand Thì mình khuyên là các bạn nên lên handstand thì nên press lên handstand nha Nó sẽ dễ kiểm soát khỏi nè, đang bị võng nè, đẩy cái lưng dưới siết bụng nè, đó Thấy không, nó võng nè, đẩy lưng dưới siết bụng nè, đó, là nó như là như vậy thôi Còn để tập bổ trợ chúng ta có hollow body hold Nó không có nằm xuống như vậy, nó lên, đó nó sẽ, sẽ giữ như vậy nha Nè, và tập nhiều lần, đó, siết rồi thả, siết rồi thả, siết thả Nó vừa tốt để tập bụng luôn mà vừa để tập cho các cái, cái, cảm giác cho handstand ha Thì chúng ta làm sao thì lên handstand chúng ta cũng làm như vậy luôn Rồi chúng ta còn có thêm cái bài này nữa Nằm sắp xuống nè Với cái tư thế này chúng ta cũng phải siết chặt bụng nè thấy không Rồi đẩy cái phần lưng dưới, siết cái phần mông xuống Cho nó cân bằng trên dưới nè Thì lên handstand chúng ta cũng làm y chang như vậy thôi Với thêm một cái bài nữa cực kỳ tốt với các phần bụng trên handstand Đó là chúng ta sẽ gặp cái bụng và đưa cái người vào tường như thế này Rồi sau đó dùng bụng gặp ra đó, thì từ từ cái bụng và cái chúng ta nó sẽ quen ha và thêm cái lưng dưới nữa nè nói chúng ta cái gặp đi nè nói không là lên cái handstand đó, nó sẽ kiểm soát được tốt và rất là vững chúng ta sẽ ứng dụng được là những cái nhóm cơ cần thiết để có thể siết chặt cứng nó lên handstand là coi như là sẽ giữ được vững thôi và cái handstand nó vừa nhẹ nữa mốt qua handstand một tay thì cũng như vậy thôi các bạn ráng uh, siết cứng trước sau là bụng và lưng, lưng, lưng dưới đó. rồi và thái vũ rất hy vọng là cái video này sẽ giúp ích cho các bạn uh, đang uh, tập handstand Cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn theo dõi và ủng hộ mình trong thời gian qua. Mình rất là biết ơn các bạn vì điều đó. Chúc các bạn luôn tập luyện tốt và có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Bye bye.